Đây là máy cày mini hiệu Isaki. Đây là Isaki nè. Còn đây là cái cũng Isaki luôn. Tuyệt đẹp ở đây là có hệ thống báo động vô nó hú đó. Cái này thì theo như chủ tiệm thì họ nói nó nằm ở cái giá khoảng từ 8 triệu trở lên đến mười mấy triệu. Chị này đẹp ghê chưa. Đây là những cái máy xới mini tuyệt đẹp chưa. Đủ kiểu hết nè. Giờ quay qua góc bên này. Rất là đẹp nha. Có giá từ 8 triệu trở lên à, cái tiệm à, đây là cái cửa hàng Hoàng Tùng tại thị trấn Nam Bang, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Đó, có số điện thoại